Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha Hôm nay em về ấp 2 xã Tam Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất gãy có tổng diện tích là 4.300m2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi à, cho anh chị và cô chú mình à, nắm bắt thật là cụ thể hơn. Anh chị mình à, ghẻ trái là di chuyển ra đường à, ấp văn hóa ấp 2 à, lầu nhựa khoảng là 500m và cũng trên à, đường à, ấp 2 anh chị có thể di chuyển lên à, cao tốc trung lương à, thành phố Hồ Chí Minh à, khoảng là 2 km nha. À, con đường này rộng à, khoảng là 2m. À, anh chị mình chỉ di chuyển là đường xe gắn máy à, hoặc là xe ba gác nhỏ thôi à, diện tích mình có bề ngang là 45m và có chiều dài là 95m nha à, đất này thuộc cây lâu năm nha anh chị à, chưa thổ cư à, nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư cất nhà bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện để lên thổ cư À, hiện thửa đất này à, lúc trước á, thì gia chủ à, chị trồng quế thôi và trên đất à, có hệ thống à, tưới tiêu à, có đầy đủ luôn. Về thì à, anh chị có thể à, lập vườn à, trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Ở đây thì à, dùng nước ngọt à, quanh năm à, không có bị à, nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Ở đây thì à, có điện nước à, wifi à, có đầy đủ và khu dân cư nhà cửa ở rất là đông đúc rất là thích hợp cho anh chị à, lên vườn trồng à, cây ăn trái như là dừa à, mít à, bưởi à, nhiều loại cây ăn trái khác anh chị mình à, có thể à, đều trồng được luôn nha ở đây thì đất mình à, có hai mặt tiền nha anh chị à, phía trước thì à, mặt tiền đã xanh à, khoảng là 2 mét còn à, bên hông À, gia chủ có đổ cái đường bê tông rộng khoảng là 12 mét 2 đến một mét rưỡi để gia chủ có cần thiết như là trồng gao hoặc là có thể trồng những làm gãy khác anh chị mình có thể đẩy con đường này nha à, để em mở cái la bàn lên cho anh chị mình xem ở đây đất mình đang quay về hướng nào nha ở đây thì đất này đang quay về hướng đông nha anh chị anh chị ở thành phố Mỹ Tho à, di chuyển về đây à, khoảng là 5 km thôi, à, rất là gần luôn nha à, Nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh à, di chuyển về đây à, khoảng là 68 km à, Để em cập nhật lên cái định vị à, cho anh chị mình xem luôn Đó, Nếu mà từ bến xe miền Tây, anh chị mình di chuyển về đây à, khoảng là 68 km thôi, à, rất là gần à, thửa đất này thì anh chị mình có thể về à, dung mô lên là anh chị mình à, trồng trái cây thôi à, hệ thống tưới tiêu thì à, có đầy đủ rồi à, anh chị mình à, cũng yên tâm ha em à, cũng xin cập nhật à, thông tin giá bán à, chính chủ hiện à, gia chủ đang kêu bán à, với giá là 450 triệu là 1.000 mét vuông nha à, tức là một công nha anh chị À, nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang bên em à, sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú à, trực tiếp xem thửa đất rẫy này và anh chị gặp chính chủ anh chị trao đổi về vấn đề là buôn bán luôn nha Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị liên hệ số điện thoại nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, có để trên màn hình à, bên anh chị cứ liên hệ bên em à, sẽ trực tiếp và tư vấn à, cho anh chị luôn nha. Ở đây thì xung quanh đất á, thì gia chủ à, đã cầm ranh giới à, rất là rõ ràng nha anh chị về thì anh chị mình yên tâm về vấn đề là ranh giới nha, thửa đất mình rất là dung dứt nha anh chị, xung quanh thì không có một không có màu à, rất là sạch sẽ luôn. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị á sang lắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu à, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha. À, Thửa đất này thì em thấy á, anh chị mình à, có thể à, trồng vườn à, cây ăn trái à, rất là tuyệt luôn. Vì đất này ở à, đây rất là màu mỡ nha anh chị. À, em cũng à, tham khảo nhiều cái mảnh vườn ở đây á, em thấy là ở khu vực này á, anh chị mình à, trồng dừa à, hoặc là bưởi là phù hợp nhất nha. Em thấy cây trái thì rất là xum xê luôn ở khu vực này nè anh chị phía sau thì đã có gạo b40 hết rồi. Về thì anh chị mình chỉ làm một mặt bên hông kia thôi ở đây là cái tổng quen thừa đất nha anh chị có clip sẵn rồi anh chị về thì mướn dân công lên mô anh chị mình trồng trái cây thôi và hệ thống tưới tiêu này sẽ gia chủ á, sẽ để lại cho anh chị luôn nha ở đây thì điện nước wi-fi thì có đầy đủ rồi khu dân cư thì cũng rất là đông anh chị có thể cất một cái ngôi nhà vườn cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh chị về đây nghỉ dưỡng luôn ha thửa đất này cách ngay chỗ cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 1,5 km thôi À, con đường này thì chỉ có một khuyết điểm ha, nha anh chị à, Mình chỉ di chuyển là đường xe gắn máy thôi à, Ô tô thì anh chị mình à, di chuyển vào đây à, cũng chưa được ha Em cũng xin nhắc lại à, thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú Mình nắm lại một lần nữa à, thửa đất này nằm thuộc ấp 2, à, xã Tam Hiệp, quyền Châu Thành, tỉnh Tiền Giang à, diện tích của mình là 4.300m2 à, ngang là 45m và có chiều dài là 95m ở đây thì đất mình gia chủ đã cầm ganh giới rất là rõ ràng à, anh chị yên tâm về vấn đề là ganh giới nha à, hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 450 triệu là một công à, tức là 1.000 mét vuông nha anh chị à, gia chủ không bán lẻ nha gia chủ bán hết cái diện tích này là 4 300 m2. À nếu anh chị mình có thấy phù hợp anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. bên em sẽ trực tiếp dẫn cho anh chị và cô chú xem thửa đất này và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi về vấn đề là buôn bán luôn nha. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra cũng rất là phức tạp nên những cái lô đất do chính chủ mình ký gửi tự quay Nên em cũng quay lên cho anh chị và cô chú mình tham khảo Nếu anh chị mình có thấy phù hợp thì anh chị mình có thể mua hoặc là anh chị có thể tham khảo ha anh chị có thể like và share, nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên em cũng cảm ơn anh chị đã xem video và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua chân thành cảm ơn anh chị.